Thưa quý khán giả, vào dịp Tết Trung Thu lần này, lần đầu tiên Sun World Bà Đen Mountain tổ chức các gian hàng ẩm thực ngay trên đỉnh núi với nhiều món ăn từ dân dã cho đến hiện đại. Và quý vị hãy thử tưởng tượng ở độ cao 986m, nơi được mệnh danh là nóc nhà của Nam Bộ, với không khí se lạnh, rồi mây trắng trôi bồng bềnh và được thưởng thức những món ăn thơm ngon, nóng hổi thì còn gì tuyệt vời nữa đúng không ạ? Và những hình ảnh trong phóng sự sau đây do phóng viên Sơn Vương Duy Hiển thực hiện chắc chắn sẽ khiến cho quý vị cảm thấy vô cùng thích thú. Đến với Sun World Bà Đen Mountain vào dịp Tết Trung Thu này, du khách sẽ như lạc vào một miền tiên cảnh xa xôi nào đó. Cứ mỗi sáng sớm hay lúc chiều tà, mây trắng lại xà xuống, khiến khung cảnh trên đỉnh núi trở nên mờ ảo, đẹp đến nao lòng. Cảnh quan và cách trang trí các tiểu cảnh nơi đây luôn được quan tâm đổi mới, nên dù là lần đầu hay đã nhiều lần đến với núi Bà Đen, du khách cũng đều có những trải nghiệm mới lạ. Để thu hút du khách, từ dịp Tết Trung Thu này, Sun World Bà Đen Mountain sẽ duy trì tổ chức các hoạt động ẩm thực ngay trên đỉnh núi. Hoạt động này nhanh chóng thu hút sự quan tâm và tham gia trải nghiệm của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Hiện tại, các gian hàng ẩm thực phục vụ gần 20 món ăn, từ điểm tâm, thức ăn nhanh cho đến các loại nước uống. Các gian hàng được bài trí đẹp mắt, vừa mang đậm tính địa phương, dân dã, vừa mang tính hiện đại, cầu kỳ trong từng chi tiết. Điểm nhấn của các gian hàng này chính là món hủ tiếu Vân Sơn, được các đầu bếp lành nghề biến tấu và sáng tạo nên. Cũng với những nguyên liệu như những món hủ tiếu phổ biến khác, thế nhưng điều độc đáo của món hủ tiếu Vân Sơn chính là ở cách nêm nếm nước dùng và các loại rau ăn kèm rất tươi ngon và phong phú. Ngoài ra, du khách còn có thể thưởng thức đại tiệc các món nướng trên đỉnh núi Bà, lúc nào cũng đỏ hồng bếp than và nghi ngút khói. Có lẽ cái không khí se lạnh với mây mù bao phủ đã làm cho các món nướng nơi đây thêm phần hấp dẫn hơn. Còn các em nhỏ chắc chắn sẽ rất thích thú với các món chiên theo kiểu xiên que. Ngoài cách bài trí đẹp mắt, chất lượng và yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm trong các món ăn cũng được Sun World Bà Đen Mountain đặc biệt quan tâm. Sau khoảng thời gian ngao du, khám phá và chụp ảnh trên đỉnh núi, chân đã mỏi, bụng cũng đã đói, được thưởng thức ngay những món ăn nóng hổi thơm ngon như thế này thì còn gì tuyệt vời bằng. Đây là lần thứ hai mình đến lên đỉnh núi Bà Đen. Lần thứ hai này mình đi thì có thêm cái phần nữa là có phục vụ các món ăn. Thì có gỏi có, rồi món khô có, rồi món nước cũng có. Món nào các bạn cần ăn thì đều có hết. Rồi thêm là khâu bài trí thì rất là tốt, rất là đẹp. Mình có thể chụp hình thoải mái luôn. Mình cảm thấy là cái giá là rất là ok. Món ăn thì ngon. Thấy thức ăn đây rất là ngon miệng, vừa ăn và rất là phong phú, nhiều món. Thưởng thức mỗi món đều có hương vị đặc trưng, rất là hấp dẫn. Và cái nữa là được ăn ở đây với mây trời, không khí lạnh, rất là thích thú và hấp dẫn đối với mọi người. Hiện tại thì để đáp ứng cái nhu cầu ngày càng cao của người dân khi viếng thăm núi Bà, thì chúng tôi có những cung cấp những sản phẩm mà rất là gần gũi, thân thuộc để đáp ứng cái nhu cầu của người dân. Hiện tại thì chúng tôi có những cái món như là hủ tiếu Vân Sơn, bánh cân Trạng Vàng, những món ăn địa phương nhằm thu hút cái khách du lịch. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng còn có những cái món ăn nhân, những món chiên, những món lẩu để phục vụ du khách khi thăm núi Bà. Trong tương lai lâu dài thì công ty chúng tôi có cái định hướng là phát triển mạnh về cái mảng ẩm thực ở trên đỉnh núi Bà Đen, mang lại những cái món ăn địa phương rất là dân dã để đáp ứng cái yêu cầu của tất cả các du khách ở các địa phương khắp cả nước khi đến với Tây Ninh. Với việc không ngừng cải tiến các loại hình dịch vụ và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, trong tương lai không xa, Sun World Bà Đen Mountain sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, một điểm du lịch nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn vươn xa ra thế giới.